Phúc xin chào các bạn, hôm nay mọi người hãy cùng mình vào bếp làm món bánh khoai mì nướng nha. Cách làm của mình thì vô cùng đơn giản, dù các bạn có lò nướng hay không thì mình vẫn đều có thể làm được. Món bánh này thì ở miền Tây mình rất là phổ biến, họ hay bán vào buổi sáng đó các bạn. Và khoai mì là một cái nguyên liệu rất là dễ tìm. Và món bánh này thì làm cực kỳ đơn giản mà lại ngon. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng vào bếp làm với mình nha. Và để chuẩn bị nguyên liệu làm cái món bánh khoai mì nướng, ở đây thì mình có sử dụng là 1 kg khoai mì này các bạn. Một củ to như thế này thì nó mới nhiều thịt nha. 1 kg khoai mì thì mình sử dụng ở đây là 300 ml nước cốt dừa, 100 g đậu xanh, đậu xanh thì mình cũng đã nấu chín rồi, đường thì 300 g, 3 muỗng canh sữa đặc. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng vào bếp xem mình làm cái món bánh khoai mì nướng này nha. Và để chuẩn bị làm thì bây giờ các bạn sử dụng một cái bàn chà như vậy. Còn các bạn không có bàn chà thì mình có thể cắt nhỏ ra và cho vào trong máy xay sinh tố mình xay cho nó nhuyễn cũng được nhé. Còn mình có bàn chà thì mình dùng bàn chà để cho nó nhuyễn hết. Khoai mì thì mình cũng đã chà được một lúc rồi nè các bạn. Thì chà tới khi nào mà tới cái lõi dây ở bên trong á, các bạn bỏ đi nha. Khoai mì thì mình cũng đã chà xong hết rồi. Và đây là cái thau khoai mì mình vừa chà xong nè các bạn. Thì bây giờ các bạn rửa sạch tay và mình dùng tay mình vắt cho nó ra bớt nước nha. Nếu các bạn có cái khăn để vắt thì mình vắt nó sẽ mau hơn. Mình vắt bỏ nước ra bớt như thế này. Làm cái món bánh khoai mì này thì vô cùng đơn giản, chỉ hơi vất vả ở cái khâu là mình nạo khoai mì đó các bạn. Mình chà nó hơi lâu một chút xíu. Mình vắt vừa vừa thôi, không nên vắt khô quá nha. Như thế này là được. Mình cho qua bên đĩa và mình làm tương tự. Khoai mì thì mình cũng đã vắt nước xong hết rồi nè các bạn. Và cái phần nước mà mình vắt á, thì mình cũng đã để cho cái phần bột nó lắng xuống như vậy rồi. Mình cho lại vào trong thau luôn nha. Các bạn để tầm khoảng 5 phút là cái phần bột á, nó sẽ lắng xuống. Cho vào xong thì mình trộn đều lại và các bạn để qua một bên để mà mình đi xay đậu xanh nha. Bây giờ thì mình cho 100 g đậu xanh mình đã nấu chín vào trong ca xay sinh tố này các bạn. Mình cho đậu xanh vào thì cái phần bánh của mình nó sẽ bùi và ngon hơn rất là nhiều nha. Còn các bạn không thích thì thôi, mình sử dụng khoai mì không cũng được. Cho vào xong thì các bạn cho vào đây một ít nước. Cho vừa đủ xay thôi nha, mình không nên cho nhiều. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem xay cái phần đậu xanh này cho nó nhuyễn mịn. Đậu xanh thì mình cũng đã xay nhuyễn rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình cho trực tiếp vào trong cái phần khoai mì nha. Cho đậu xanh vào xong rồi thì bây giờ mình cho vào đây là 3 muỗng canh sữa đặc nha. Tiếp theo mình cho hết 300 ml nước cốt dừa mình đã vắt lúc nãy. Thì nước cốt dừa các bạn nên vắt đậm một chút xíu thì cái phần bánh của mình nó sẽ ngon và béo hơn. Rồi mình chừa cái phần cặn lại. Cuối cùng là mình cho vào đây 300 g đường lúc nãy mình đã chuẩn bị nè các bạn, cho hết luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn đều lại nha. Có đậu xanh vào thì cái món bánh khoai mì nướng của mình nó sẽ vừa thơm và lại vừa bùi nữa. Để được một lúc rồi thì bây giờ các bạn cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối để cho cái phần bánh nướng của mình nó sẽ có cái vị ngọt đậm đà và ngon hơn nha. Khoai mì thì mình cũng đã trộn đều xong hết rồi nè các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị một cái khuôn để mà mình đem đi nướng nha. Thì với cái món bánh khoai mì này các bạn có thể nướng bằng chảo chống dính hoặc là nồi cơm điện. Và mình sử dụng ở đây là mình nướng bằng lò nướng các bạn, như vậy nó sẽ tiện hơn. Còn các bạn không có thì có thể dùng hai cách trên nhé. Và để chuẩn bị nướng bánh thì ở đây mình có chuẩn bị cái khuôn là 20 cm nè các bạn. Sau đó thì mình lót một lớp giấy nến ở dưới nha. Còn các bạn không có thì mình thoa dầu vào. Cho vào xong hết rồi thì mình múc từ từ cái phần khoai mì mình cho vào luôn. Có giấy nến thì một lúc nữa khi mà bánh chín mình lấy ra rất là dễ, nó không có bị dính. Cho vào thì các bạn tơi tơi đều ra nha. Cho khoai mì vào xong hết rồi thì bây giờ mình dàn đều ra nha. Như vậy là được rồi, thì bây giờ mình chuẩn bị đem đi nướng luôn nha các bạn. Bây giờ thì mình cho bánh vào trong lò để nướng nha các bạn. Đậy nắp lại. Sẽ nướng cái món bánh khoai mì này với nhiệt độ là 170 độ C trong vòng 30 phút nha các bạn. Phần bánh kia thì mình cũng đã cho vào trong lò nướng rồi các bạn. Còn cái phần khoai mì còn lại mình sẽ cho vào trong cái chảo chống dính để mà mình nướng nha. Cho vào chảo xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ bật bếp ga lên nha. Thì để nướng cái món bánh này các bạn cần để lửa thiệt là nhỏ. Để lửa to quá thì bánh của mình nó rất là dễ bị khét. Xong thì bây giờ mình đậy nắp lại.
và mình nướng trong vòng 30 phút nha các bạn. Khoai mì nãy giờ thì mình cũng đã nướng được 30 phút ở trong chảo rồi và cái viền xung quanh nó cũng đã vàng rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình tắt bếp. Chuẩn bị lấy cái phần khoai mì này ra và mình trở bề nha. Để lấy thì bây giờ các bạn dùng một cái đĩa nè. Mình ướp ngược xuống. Phần bánh khoai mì mình vừa lấy ra nè các bạn, mình để lửa hơi áp nên là nhìn nó hơi vàng một chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ lật ngược lại nha. Giờ thì mình sẽ dùng một cái đĩa khác, mình lật ngược lại. Rồi. Và đây là cái chảo này các bạn, thì bây giờ mình cũng ụp ngược lại luôn nha. Mình làm như vậy á thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Tiếp tục thì mình lại bật bếp lên. Và để nướng cái mặt dưới thì bây giờ mình sẽ để lửa nhỏ như lúc đầu nha các bạn. Phần bánh khoai mì mình nướng ở trong lò nó cũng đã vàng đều rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình lấy ra nha. Phần bánh khoai mì ở trong lò thì mình cũng đã lấy ra xong rồi. Và để lấy cái bánh ra dễ hơn thì bây giờ mình để đây cho bánh nguội tầm khoảng 30 phút nha các bạn. Bánh khoai mì thì mình cũng đã nướng thêm vào 5 phút rồi. Thì bây giờ mình tắt bếp nha. Thì mình lấy một cái đĩa nè, mình úp ngược lại. Bánh nướng bằng chảo thì mình cũng đã lấy ra xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình cũng để đây cho cái phần bánh nó nguội lại. Thì đây là hai mẻ bánh mình vừa nướng xong. Mẻ này thì mình nướng bằng lò nướng và đây là chảo chống dính. Thì hai mẻ nó cũng vàng như nhau nha. Chỉ có điều là cái bề mặt dưới nó hơi vàng đậm hơn một chút xíu thôi. Thì các bạn để đây để cho cái phần này nó nguội lại một chút xíu. Thì bánh khoai mì nó sẽ cứng lại, mình cắt ra nó sẽ dễ hơn. Rất là thơm cái mùi đậu xanh và nước cốt dừa đó các bạn. Phần bánh khoai mì mình nướng bằng chảo á, thì mình cũng đã để cho nó nguội hơn một chút xíu nè các bạn. Bây giờ thì mình cho ra ngoài tấm thớt và chuẩn bị cắt nha. Cái bánh mà mình nướng bằng chảo á, thì nó hơi mỏng. Còn đây là cái bánh mình nướng trong lò nướng nè các bạn. Cái bề mặt bánh nó khô ráo và ngon hơn rất là nhiều nha. Còn các bạn nướng chảo thì muốn bánh ngon thì mình phải canh lửa cho thiệt là kỹ. Rồi, bây giờ thì mình bắt đầu cắt bánh ra. Rất là thơm luôn đó các bạn. Để cắt cái miếng bánh đẹp hơn á, thì các bạn dùng một cái màng bọc thực phẩm mình quấn ở ngoài cái dao như vậy nè, thì cắt cái miếng bánh nó sẽ láng mịn và đẹp hơn nha. Cắt miếng to xong rồi thì bây giờ mình chấn nhỏ lại. Các bạn chấn nhỏ cũng như là bánh chuối vậy đó. Rồi như thế này là được nha, thì mình cho qua bên đĩa nè. Bánh khoai mì nướng trong chảo thì mình cũng đã cắt xong hết nè các bạn. Thì bây giờ mình để qua một bên và mình cắt cái phần bánh mình nướng ở trong lò nha. Cái phần bánh mà mình nướng ở trong lò nó dày dặn hơn rất là nhiều. Thì để lấy ra các bạn dùng dao nè mình khử xung quanh. Vì ở dưới đáy á, mình có lót một lớp giấy nến rồi. Nên là mình lấy ra nó rất là dễ. Đây là cái phần bánh ở bên trong nè các bạn. Gỡ cái lớp giấy nến ra. Khoai mì của mình rất là dẻo luôn đó. Mình thấy là nướng bằng lò nó ngon hơn. Bây giờ mình lật bề lại. Rồi, bây giờ thì mình dùng dao mình cắt ra. Bánh khoai mì nướng thì mình cũng đã cắt ra đĩa xong hết rồi này các bạn. Và đây là cái phần mình nướng bằng chảo nha. Còn đây là phần mình nướng bên lò. Thì để cắt cái miếng bánh khoai mì của mình được đẹp hơn, các bạn nên để cho nó nguội hẳn. Lúc nãy mình cắt thì nó còn hơi nóng một chút xíu nên là nó hơi mềm, cắt nó không có được đẹp. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng ăn thử với mình cái món bánh khoai mì nướng này nhé. Bánh khi nướng xong thì có cái mùi rất là thơm. Cái món bánh khoai mì dẻo này khi mà mình ăn vào đó các bạn thì vừa dẻo vừa thơm, bùi bùi béo béo của đậu xanh và nước cốt dừa. Độ ngọt thì các bạn không thích ăn ngọt quá, mình có thể giảm đường lại nha. Còn nếu mà các bạn thích ăn ngọt thì như thế này là vừa. Nhìn chung thì bánh rất là dễ ăn đó các bạn. Và cách làm thì cũng đơn giản, không cần lò nướng mình vẫn có thể làm được. Bây giờ thì mình cũng kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.